Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022. Mình đang có mặt ở Los Angeles. Ở đây, nơi đây là sân bay LAX. Thì mình có một cái cuộc hành trình từ từ Mỹ này để mà quay về lại Việt Nam. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem từ cái ở ngoài check-in cho tới transit như thế nào, cho những cái ai mà có nhu cầu để trở về quê hương thì xem. Trước là xem cho vui và sau đó mình biết là mình đi sẽ không có bị ngỡ ngàng. Thì bây giờ mình đi vô trong mình check-in rồi, các bạn đi theo mình nha các bạn. Bây giờ vô trong để check in hành lý, mình gửi phí gửi hàng. Mình đã check-in, đã gửi hành lý xong rồi. Thì bây giờ mình vô bên trong rồi, đã có vé máy bay rồi các bạn. Bây giờ đi vô trong bên trong để mà tìm cái cổng, cái gate của mình là 130 P. Bây giờ mình đi vô bên trong để tìm cái cổng của mình, là mình ngồi mình đợi. Vì cái chuyến bay của mình thì 2 giờ 20 máy bay, và bây giờ mình mới có một giờ thì mình ngồi đợi khoảng 30 phút thì mới được cho lên máy bay. Giờ đã lên máy bay, đi vô vô khoang máy bay rồi để chuẩn bị bay qua Nhật. The cabin attendant service is your in-flight manager. His name is Mr. Mr. Lee. He has given cabin crew to make sure that you are well after. And then for Narita, progress of the flight to make you one follow the flight path channel of your in-flight attendant. Just before arriving to Narita, Tokyo, we'll come back again with the latest weather and more information. Meanwhile, sit back, relax, enjoy the rest of the flight device. Thank you. Bây giờ là máy bay đã lăn bánh rồi, bây giờ bắt đầu để mà bay qua bên Nhật nè. Narita, sân bay Narita. Put the bag of your seat upright and keep the shoes on. Đây là phần ăn trên máy bay đây. Đây là một phần đầu tiên, đây là noodle food. Đây là phần ăn. Đây là yogurt.
Bây giờ đang có mặt tại Japan, và đây là sân bay Narita. Bây giờ chờ để mà mình lên máy bay để đi tiếp qua bên Singapore, sân bay Changi. Từ Japan bây giờ mình đã bay đến Singapore. Đây là sân bay Changi. Bây giờ mình đến đây là 1 giờ mấy buổi sáng ở Văn Hòe. Bây giờ đợi tới 5 giờ mấy người ta mới check cho mình cái cổng để vô, để mình bay về lại Việt Nam. Từ Singapore này bay về Việt Nam có 2 tiếng 10 phút. Nhưng mà mình ở đây mình chờ tới 8 tiếng rưỡi nữa mình mới được bay luôn. Tại vì mua cái giá vé rẻ đó các bạn, nên mình phải transit 2 lần như vậy thì nó hơi cực. Nhưng mà giá thì nó rẻ. Không, mình đi trên ship một lần đó, thì giá nó rất là mắc, 1.000 mấy á. Bây giờ buổi 1 giờ mấy sáng khuya á, nên vắng hoe. Bây giờ quay vòng vòng những cái cửa hàng. Thời gian ở đây là tới 8 tiếng mấy lần nên đâm ra quá rảnh. Đi tới đi lui coi những cái cửa hàng miễn thuế, mua ở đây là miễn thuế các bạn ha.
Giờ này thì nó còn mới có hai, mình tới đây mới có 2 giờ mấy, nãy giờ 1 tiếng mấy rồi. 5 giờ mấy mới check cái ghế, cái vé vô cổng. Đây là mỹ phẩm Chanel dầu thơm. Sân bay này cũng rộng lớn, Singapore Changi. Vắng vẻ quá à. City. Đi giá vé rẻ các bạn, nên hơi cực. Nên đi tính ra là gần 2 ngày, 30 tiếng hơn đó các bạn ha. Giờ chỉ còn bay 2 tiếng 10 phút nữa là về tới Hồ Chí Minh City rồi. Nhưng mà phải đợi lâu lắm các bạn ơi, đợi 8 tiếng hơn á. Bây giờ đi tìm cái gây, cái Terminal 3. Mình đi Terminal 3 á các bạn. Bây giờ đi đến Terminal 3. Còn sớm quá nên những cái cửa hàng người ta chưa có mở, đóng cửa hết. Bây giờ là mới 3 giờ sáng. 3 giờ sáng nên nói chưa có ai mở cửa à, những cửa hàng đã đóng cửa hết. Chắc 5-6 giờ sáng mới mở cửa. Đây là nguyên một cái cửa hàng rượu. Đây Chivas, Hennessy, Martell, rất là nhiều loại. Có cái cửa hàng này mở sớm nè, còn bao nhiêu mấy cái cửa hàng kia, cửa hàng này cũng mở, mấy cửa hàng kia chưa có mở. Vắng vẻ quá các bạn ha. Bây giờ đi đi đến Terminal 3 P7, cái cổng số 3. Mình đi lên cổng số 3 và P7 B7, rồi mình đi tới đó mình ngồi mình đợi để mình lên máy bay mình về Việt Nam. Rộng lớn quá. Terminal 4-3, cổng số 3, cổng đây là P56 rồi, còn cái nữa là 7 đây. Bây giờ mình đi lại P7, cái cổng số 7. À, xa xa đằng kia kìa. Ồ, nãy giờ đi mỏi chân luôn. Rồi đi vô cái trang này đi cho nó khỏe, cho nó đỡ mỏi chân. Xa quá. Số 7 đây. Rồi mình tới đây mình ngồi mình đợi, còn 2 tiếng nữa mới lên máy bay rồi. Bây giờ là 7 giờ 45, 8 giờ 45 lên máy bay và 9 giờ 45 mới bay, mới khởi hành. 2 tiếng 10 phút là về tới Việt Nam rồi. Một hành trình dài.
đây cổng số 7. Đổi cổng rồi. Từ P7 đổi qua A17. Cũng Terminal 3 luôn nhưng mà đi xa trời ơi. Xa quá trời luôn, từ cái đầu đi xuống cái đuôi. Hên là cái nhanh trí thôi là ngồi đợi chết mồ luôn á. Giờ get line đi lên, lên máy bay đi về. Giờ lại get line, lại xếp hàng lên. Lên máy bay rồi. Giờ 2 tiếng 10 phút nữa là đến. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the bag of your seat upright. Bây giờ ra check thấy quen xong rồi xuống dưới lầu lấy hành lý xong rồi mình ra xe về nhà. Đợi chắc hải quan. Bây giờ là vô lấy hành lý. Chắc hải quan xong rồi. Người nhà đón về.
đã quay cuộc hành trình dài từ California, Mỹ về đến Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye. Đường Cộng Hòa đi ra đi về xuống từ thôi đi, thấy đường nó đang chạy gì? Mình có được chạy không? Ông trời ơi, ông trời đón mình về một trận mưa đã đời thiệt, có thể nói luôn á. Sau bao nhiêu ngày lắm lắm. Đâu có livestream mình đâu có mạng. Không. Để đâu có xài ấy đâu. Không có mạng nào. Đây đó đâu có LTE đâu. Không phải mình phải mua sim Việt Nam. Phải mua sim Việt Nam. Nó có trên, nó có độ ấy á, nhưng mà rất tốn tiền lắm. Bây giờ chụp gọi vẫn được luôn á. Tốn tiền. À mấy mấy gì đây nè, một hai nè. Phải về Cần Thơ chơi chứ. Cái đó làm quá rẻ luôn. Mình nghĩ xong này 4 năm chào đó, bắt đầu mình ra đó mình sẽ hỏi vui lắm luôn. Gặp gì luôn. Dạ mình về Nguyễn Cừ nè. Cái này là về. Ừ này đó, mình về Nguyễn Cừ nè. Thẳng luôn. Em đích bận. Tòa nhà cao vậy? Ừ, bận. Tòa nhà kia. Không phải, cái tòa máy kia, tòa nhà máy đất đó. Rồi, thì đâu biết đâu. Rồi đi, đâu có thấy đâu giờ, nhìn thấy nó trục trời vậy. Nó mờ hết trơn, nó có cái đường dài sợ, nó sợ trên cầu đi. Mười đón rồi. Trời ơi, con muốn chết nó không bỏ lắm, chưa có sẵn đồ. Bây giờ thì mình về mình quay đi đi nhà.